chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với các tin tức trong tỉnh Đồng Nai chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh hôm qua đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các đơn vị ngành của tỉnh hoàn thành các thủ tục để kịp thời trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới về kế hoạch sử dụng đất diện tích 1,1 hectare xây dựng trường tiểu học Trảng Dài 4 hectare tại khu phố 4. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện công tác kiểm kê, đền bù, hỗ trợ trong tuần tới, do chỉ có một hộ nằm trong diện giải tỏa. Giao Ủy ban Nhân dân phường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra soát lại khu đất 5.000 m2 quy hoạch trung tâm hành chính của phường tại khu phố 4B. Nếu phù hợp sẽ xây thêm trường tiểu học mới tại đây. Bởi theo lãnh đạo Thành ủy, thì việc đáp ứng nhu cầu con em học tập trên địa bàn đang là vấn đề cấp thiết, không để xảy ra tình trạng học K3. Riêng trường tiểu học Nguyễn Thái Học hiện hữu, Bí thư Thành ủy giao Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa phải tiến hành tổ chức khởi công xây thêm khối lớp học gồm 15 phòng học ngay trong tháng 4, kịp đưa vào sử dụng đầu năm học tới. Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng vừa có buổi làm việc với Ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn về xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đến nay Xuân Lộc đã có 14 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 9 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với Bộ Tiêu chí Quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao, bên cạnh các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt, huyện có một số chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, vân vân. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc đề nghị huyện cần tập trung rà soát các tiêu chí và quyết liệt thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng huyện đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023, tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, vận động nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, duy trì thực hiện việc xây dựng các tuyến đường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, quyết tâm chính trị cao nhất để huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Tại thành phố Biên Hòa, quân đoàn 4 vừa tổ chức lớp tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 cho 3 đơn vị, gồm Sư đoàn 309, Trung đoàn 3 Sư đoàn 9 và Lữ đoàn 22. Theo chương trình, lớp tập huấn cán bộ được nghiên cứu một số nội dung, biện pháp tiến hành công tác quản lý, tư tưởng, bộ đội đơn vị cơ sở, hướng dẫn thống nhất các tiêu chí xây dựng, chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, tăng cường củng cố, xây dựng, tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay. Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đoàn năm 2023. Sáng nay, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2023 đối với di tích khảo cổ Gò Me, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Tháng 8 năm 2004, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai di cốt cổ trong di chỉ Gò Me thuộc ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Đây là lần đầu tiên phát hiện di cốt gồm hai cá thể còn khá nguyên vẹn trong di chỉ khảo cổ. Bên cạnh các di cốt, còn phát hiện một chiếc rìu đồng, một vòng tay bằng đồng và ba hạt chuỗi. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nơi đây được xem là bản địa của cư dân thời Kim Khí trên vùng đất ngập mặn ven biển ở Đồng Nai nói riêng và phía ven biển ở Đông Nam Bộ nói chung. Niên đại di chỉ Gò Me, Vĩnh Thanh được xác định khoảng 3.000 năm cách ngày nay. Toàn bộ di tích Gò Me rộng 10 hecta với nhiều mảnh gốm cổ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 17 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.